À xong rồi. Rồi để đi. Chết rồi, cái màu xấu quá cả nhà ơi. Màu tím xấu quá nè. Ngày bữa màu đẹp ghê chưa. Hôm nay màu tím nè, bột nó không đẹp bằng. Cái này bị chói quá. Lên màu trắng lên nó xấu. Yeah, nó nổi lên hết rồi nè. Nó nổi xong rồi bỏ vào đây. Bên cái nồi nước gừng đây. Rồi. Màu xanh. Hôm nay màu không đẹp mà ăn ngon thôi. Tại vì có đậu phộng á. Miễn là cái bột nó mềm là ok, ngon rồi ha. Rồi, đợi chút xíu. Cho vô tiếp. Cho vô nồi. Gừng đã xong rồi đây. Hôm nay màu không đẹp rồi. Thôi kệ, ăn đỡ đi. Đó. Ủa, lên đây màu cũng ra đậm được được ha. Màu nó cẩm mà bị đậm quá ha. Có lá dứa tươi mà sao nó ra cái màu này nữa. Chắc lợt quá, bỏ nước nhiều quá. Rồi xong rồi đó, để làm nước dừa.